Hôm nay mình sẽ review cho bạn một cái siêu phẩm về máy hút bụi. Đấy là cái mẫu máy Ecovac D-Bot X2 Combo. Và đây là cái mẫu máy hàng chính hãng mà mình sẽ review tới cho các bạn. Đấy, tại sao mình lại nói đây là siêu phẩm? Tại vì là với toàn bộ cái combo như này, chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc liên quan đến quét dọn, lau nhà, thậm chí là còn ở trên trần nhà nữa cơ. Các bạn nghe không nhầm đâu. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đối với cả một cái robot ý, thì nó tự động hóa được càng nhiều thì cái giá trị của nó sẽ càng lớn. Thế thì với cái robot này, đầu tiên là bên cái phần này cái đã, các bạn có thể thấy cái con robot ở đây trông nó khá là giống với cả cái con Ecovac D-Bot X2 Omni mà nhà mình đang sử dụng bây giờ, đúng không nào? Trông rất là giống và mình cũng đã từng review ở trên kênh YouTube của mình rồi. Mình nghĩ là sau cái video này thì mình sẽ lấy cái combo này về và mình sẽ bán cái con X2 Omni đi. Tại sao lại như vậy? Mình sẽ nói cho các bạn. Thứ nhất, đấy là đối với cái con robot như này, nó có thể đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu tự động hóa về một con robot bây giờ. Ví dụ như là nó đi hút bụi xong thì nó quay trở về, nó đổ rác vào đây. Đấy. Nó ngoài cái việc nó hút bụi ra thì nó còn có cả lau nhà nữa. Lau nhà thì mình cũng đã nói cho bạn là nó có hai cái loại lau nhà. Một là cái loại rẻ thường hình bán nguyệt. Đấy, bạn dựng video đã hiển thị lên trên hình cho các bạn xem. Hai là cái loại rẻ xoắn như thế này. Đây là cái loại rẻ xoắn như này này. Và các bạn biết là cái loại rẻ xoắn này nó xoay xoay hai bên như này, nó sẽ rất sạch, nó sạch hơn rất nhiều so với cả cái loại rẻ bán nguyệt. Thì cái này là có cái loại rẻ xoắn nữa. Vẫn chưa hết đâu ạ. Cái robot hút bụi này sau khi nó lau nhà xong ấy thì nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ quay trở về cái chỗ này, nó sẽ giặt rẻ, nó sẽ sấy lại rẻ để mà làm khô cái rẻ đi, để cho nó không bị hôi. Và gần như tất cả là nó làm được hết. Đấy, và các bạn có thể nhìn thấy này, đây là cái bình nước bẩn ở nhà mình. Trời ơi, bây giờ phải nói là thực sự là nó rất bẩn và nó rất là hôi luôn. Nhưng mà cái bình này nó làm kín nên là nếu mà không mở ra nó không ngửi thấy một cái mùi gì cả. Và cái rẻ ở đây nó cũng cực kỳ sạch sẽ, không bất kỳ một cái mùi hôi nào cả. Đấy là một cái điểm mà mình cảm thấy rất hay. Vẫn chưa hết đâu. Các bạn nhìn này, đối với cả cái robot hút bụi này ấy, thì là nó so với cái con X2 Omni của mình ấy, thì cái lực hút của nó đã được nâng cấp lên rồi. Trước là con X2 Omni nếu mình nhớ không lầm nó tầm khoảng 8.000 Pascal, thì con này là 8.700 Pascal. Các bạn có thể nhìn thấy là cái phần chổi này, và ngoài cái việc lực hút được tăng từ 8.000 Pascal lên 8.700 Pascal thì cái giặt rẻ nước nóng nó cũng được nâng từ 55 độ C lên tới là 70 độ C. Bình thường ấy thì những cái mẫu máy khác ấy là cái chổi nó để giữa hai cái bánh xe như này thì cái phần chiều dài của chổi nó không được dài. Thì cái mẫu này nó cũng giống như cái X2 Omni là nó để cái chổi cao lên như này. Đấy, nó để cái chổi cao lên như này để làm gì ạ? Để cho nó có thể hút được cái diện tích hút nó sẽ lớn hơn. Đấy là cái điểm mà mình thích. Đối với cái robot này thì cái phần chổi chính của nó này, nó toàn bộ nó làm cao su ở đây, nên là khi hút vào ấy gần như không bị vướng tóc vào trong cái phần chổi chính này đâu. Rất hay luôn. Nó chỉ vướng vào trong mấy cái phần khe ở bên trong này và chúng ta vệ sinh nó rất là dễ dàng thôi. Nó vệ sinh dễ dàng cực kỳ luôn. Đối với cả cái robot hút bụi mà nó có cái tính năng lau nhà ấy thì mình sợ nhất là gì? Đấy là nếu mà nhà mình ý, mà có những cái tấm thảm đắt tiền ý, mà nó lau lên, thế thì chết dở rồi đúng nào? Thì không. Cái mẫu robot hút bụi này khi mà đi qua những cái tấm thảm, các bạn chú ý nhất là thảm lông nhá, thì nó sẽ tự động nâng rẻ lên để mà tiếp tục hút bụi và nó tăng cái lực hút lên đến mức tối đa 8.700 Pascal để mà hút bụi ở trên thảm. Tất nhiên các bạn phải chú ý, đấy là những cái thảm lông lớn. Chứ còn những cái thảm mà chúng ta sử dụng những cái thảm dẹt như này, nó sát là sạt với ẩm nền nhà thì nó sẽ không biết đâu nhé. Và đôi khi nó sẽ vẫn quét lên những cái thảm đó, nên chúng ta cần phải chú ý như này. Tại sao lại gọi cái mẫu máy này là X2 Combo? Bởi vì nó có thêm một cái phần máy hút bụi cầm tay ở đây nữa để chúng ta có thể hút bụi. Cái điều này rất là tiện luôn. Đấy, và cái chổi thì mình đã để ở bên cạnh này rồi. Các bạn nhìn này, trông nó rất là gọn gàng đúng không nào? Thế thì tại sao chúng ta lại phải cần thêm cả cái ở bên tay trái này nữa? Tại vì đôi khi nếu như nhà bạn nào mà là nhà tầng ấy, chúng ta có cầu thang bộ ấy, thì cái robot hút bụi này làm sao mà đi ở thang bộ được? Chúng ta sẽ phải cần cái máy hút bụi cầm tay này chứ. Ví dụ như ở trên đây là cái sàn nhà bạn đi, tự nhiên nó rơi rác lên đây, thế chúng ta muốn hút mỗi cái chỗ rác này thôi. Một là chúng ta cầm chổi ra quét, hai là chúng ta bật cái robot này lên để chúng ta cho nó hút, thì nó sẽ rất lâu. Trời ơi, nó phải đi nó quét bản đồ cho nó rất là lâu luôn. Thế thì sao ạ? Chúng ta có thể cầm cái máy hút bụi cầm tay này, chúng ta hút rác rất nhanh luôn, đúng không? Và thêm một cái điểm nữa, đấy là với cái robot hút bụi này, làm sao mà nó có thể hút ở trên trần nhà được? Các bạn muốn hút màng nhện thì sao? Hút ở trên trần nhà thì sao? Chúng ta muốn hút ở trong các cái khe kẽ của tủ ở phía sau này thì sao? Đúng nào, ví dụ như cái đàn ở phía sau nhà mình đây,
mình có thể hút bụi ở phía sau thì sao? Mình có thể thay đổi các cái đầu chổi để mình hút được. Hay là đơn giản là cái này là nó có pin nhé các bạn nhé, cái chỗ sạc nó ở đây này, nó có pin thì thậm chí là các bạn có thể mang đi để hút ở trên ghế của ô tô được. Ô, tiện lợi chứ, hút ở sofa này, ở ghế ở nhà cũng được này, rất tiện lợi luôn. Thế một cái câu hỏi nữa đặt ra đấy là ui dồi ôi, ông lại cứ đi quảng cáo, ông bảo là thiết kế này nó hút được, thế thì tại sao tôi không mua rời cái ở bên ngoài? Đúng là tôi có thể mua rời cơ mà, tại sao tôi lại phải mua cả combo như này để cho đắt tiền ra, đúng không? Thế thì câu trả lời nó rất là hay ở cái chỗ này này. Đấy là cái hệ thống hút bụi của cái con này này. Bình thường nếu mà chúng ta mua một cái máy này duy nhất thôi, chúng ta lại phải tự động đi đổ rác các thứ, nó rất là mất thời gian, đúng không nào? Thì cái hệ thống ở bên tay trái này này, cái hút bụi cầm tay này, nó sẽ có một hệ thống là nó hút bụi tự động vào bên trong cái hộp này, trong cái hộp chứa bụi này đây. Đấy mới là cái tiện lợi, đấy mới là cái mà mình cảm thấy rất thích và muốn nói ở trong cái video này. Chúng ta dùng cái này thì gần như là không có bất kỳ một cái điểm gì khiến chúng ta phải lăn tăn cả. Đối với cả cái robot hút bụi này thì nó giống như kiểu cái X-Tai Omni mà mình cũng đã nói cho các bạn rồi. Nó sẽ có những cái điểm mà mình rất thích. Đấy là, đây các bạn nhìn này, ở bên ngoài này, nó không có một cái ụ to để nó lồi lên. Thế thì bình thường là với những cái mẫu khác ấy là nó có một cái ụ rất là to để nó lồi lên. Thì khi mà nó đi qua những cái gầm giường mà nó cao hơn 10cm nó sẽ không thể đi qua được. Thì cái này đi qua thoải mái, những cái gầm giường nó rất là thấp như này nó vẫn có thể đi qua được. Một cái điểm nữa đấy là cái hình mà của cái con robot này này, nó là hình chữ D. Đấy, nó sẽ vắt cong ở những chỗ như này chứ nó không phải hình tròn. Nên thành ra là khi cái robot hút bụi này nó đi vào các góc tường ấy thì nó hút được rất là sạch. Đấy cũng là cái điểm mà mình thích. Và tất nhiên rồi, cũng giống y hệt như là X2 Omni, nó sẽ có cả cái phần camera ở đây nữa để chúng ta có thể quan sát được. Có camera luôn. Tiếp tục nữa nào, khi cái mẫu này mà nó hết nước hay là nó bị đầy nước ở chỗ cái phần nước bẩn thì sao? Hết nước sạch và đầy nước bẩn thì sao? Nó sẽ báo đỏ ở đây, một cái dải LED dài để cho chúng ta có thể nhìn thấy được luôn. Và tất nhiên với những robot như này thì cái việc kết nối với cả app xong rồi hẹn giờ các thứ là rất là dễ dàng rồi. Tự động quay trở về chỗ sạc khi mà hết pin. Đấy, nó sẽ tự động quay trở về chỗ sạc. Và mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây là với nhà mình nhá. Nhà mình là rộng 144m². Và tất nhiên mình còn kê đồ, rồi là mình không cho robot ra ban công hay không cho vào các cái khu vực vệ sinh các thứ nữa. Thì là tổng diện tích mà nó hút ở đây cỡ tầm khoảng 77m². Đấy là 77m² là tất cả nó đi được đấy nhá. Thì nó đi trong vòng 98 phút và nó sẽ còn lại 27% pin. Rất thoải mái luôn. Và các bạn có thể nhìn thấy là nó hút hết cả nhà mình vẫn còn pin. Rất thoải mái. Mà đấy là vừa hút lại còn vừa lau đấy nhá các bạn nhá. Vừa hút vừa lau trong một lần. Còn nếu mà không hết nó sẽ quay về nó sạc tiếp, xong rồi nó lại đi tiếp. Quá tiện lợi luôn. Tiếp tục nữa nào. Về mặt thẩm mỹ các bạn có thể nhìn thấy này. Nếu mà chúng ta để cả cái combo này vào, trông nó sẽ rất là gọn gàng. Thế thì những cái đầu chổi nó sẽ để ở đâu? Đây, nó để ở đây, ấn vào phát là xong. Nó sẽ có các cái đầu chổi khác để ở đây này. Các bạn nhìn thấy không? Mình có thể nhét ở đây được. Tuy nhiên các bạn cần phải chú ý nhá. Khi mà nhét những cái đầu chổi này vào đây này, chúng ta phải đừng để cho nó kênh lên. Chứ mình đã bị một lần rồi và mình đã phải gửi lại hãng để hãng trợ giúp. Đấy là khi mà nó bị kênh lên thì mình ấn vào và mình không thể đẩy ra được, bởi vì nó là cơ chế đẩy, là ấn một lần nó bật ra mà. Đấy, thì nó sẽ không bật ra được. Các bạn hình dung được không ạ? Nên anh em chú ý nhá. Đấy, phải dặn trước anh em một cái điều như vậy. Còn cái pin của cái máy hút bụi cầm tay ở đây ấy, thì nó sẽ hoạt động là sấp xỉ tầm khoảng 60 phút. Đấy, tuy nhiên là cũng nói luôn với các bạn là không bao giờ mình dùng hết như thế đâu. Bởi vì hầu hết phần lớn thời gian là mình sử dụng robot rồi. Đấy, còn cái này thì mình sẽ sử dụng trong những trường hợp nó nhẹ nhàng thôi đấy. Ví dụ nãy mình nói đấy, rác ở đây, lấy ra phát, hút, hút ở trên trần, hút ở đệm, hút ở ghế sofa, hút ở thảm ở trên giường. Đấy, làm gì đến 60 phút, nhanh lắm. Mỗi lần mình dùng cỡ tầm khoảng chục phút là nhiều rồi. Mà dùng xong lại cắm vào đây phát lại tự sạc lại, nó rất là tiện lợi luôn. Và thực sự từ khi có cái con này về thì mình cảm thấy là nó rất là nhàn luôn, thật sự là rất là nhàn, chả có điểm gì phải nghĩ ngợi ở đây cả, không có điểm gì phải lăn tăn cả đấy. Anh em chỉ có lăn tăn mỗi là bây giờ mình đang ở chung cư để mua con này xong, tự nhiên Chí thích đi ở nhà tầng thôi, Chí thích ở nhà đất để có cầu thang này mà còn tận dụng được cái bên tay phải này. À đây, còn ở phía sau nữa, nó còn có cả một cái chỗ để mà nó quấn dây điện này này. Rất là tiện lợi luôn, thực sự là vô cùng tiện lợi luôn. Nghĩa là mình nói thật là mình cũng chưa có điểm gì phải lăn tăn về cái con này cả. À, có một cái điểm mà mình cũng cần phải chia sẻ cho các bạn, đấy là đối với cái con X2 Omni ý, thì đối với cái con đang sử dụng ở nhà mình bây giờ, cái khi mà mình sử dụng một thời gian ấy, mình có cái cảm giác là cái định vị của nó không được quá nhanh. Thì con này định vị cực tốt nhá, con này định vị với vẽ bản đồ nhanh lắm. Đấy, đấy là cái điểm mà mình cảm thấy thích. Và nó cũng ít khi bị những hiện tượng là
kẹt giảm chấn hay là bị vướng vào các cái đồ vật ở trong nhà cả. Nói chung đấy là tất cả những thứ mà mình muốn chia sẻ về cái mẫu robot hút bụi EcoVac D-Bot X2 Combo này. Và cũng chia sẻ với bạn luôn, đấy là đây là một sản phẩm hàng chính hãng. Nhắc lại ngay ở đầu video, hàng những sản phẩm hàng xách tay ấy, thì rất nhiều bạn gặp phải vấn đề trục trặc với cái app kết nối của nó. Và các bạn cứ tưởng tượng là nếu mà trục trặc những vấn đề đó thì coi như là cái này nó chỉ hoạt động bình thường thôi, chứ chúng ta sẽ không thể vẽ bản đồ, không thể nào mà cho nó tránh những cái chướng ngại vật các kiểu được, và nó sẽ không thông minh. Đấy cũng phải chia sẻ luôn. Thì đây là hàng chính hãng, chúng ta sẽ yên tâm về tất cả mọi thứ và không phải lo bất kỳ một cái vấn đề gì về rủi ro sau này mà hãng người ta fix phía các thứ, đúng không ạ? Đấy, đấy cũng là cái điểm mà mình cũng cần phải chú ý cho anh em nữa. Và tất cả thông tin về giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của cái combo này như nào, mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video. Các bạn có thể kích trực tiếp vào đó để có được mức giá tốt nhất. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.